Những sai lầm golfer mới thường gặp. 1. Lỗi đánh bóng slice, bóng xoáy phải, là lỗi đánh mà những người mới học và tập chơi golf hay mắc phải nhất. Khi đánh slice, bóng sẽ bay từ trái sang phải trước khi lệch khỏi mục tiêu với người thuận tay phải và ngược lại. Nguyên nhân xảy ra lỗi này liên quan đến việc mở mặt gậy và sai lầm liên quan đến hướng đánh. Bạn phải để mặt gậy vuông góc khi tiếp xúc bóng thay vì để mở 40 đến 80 độ. 2. Lỗi đánh bóng không xa. Nguyên nhân chính dẫn đến lỗi này là do khi thực hiện downswing, các golfer quá nôn nóng và thực hiện nhanh, khiến phần trên của cơ thể xoay nhanh hơn phần dưới. Cách đánh này không chỉ không giúp bóng đi xa mà còn rất mất sức. Để có được một cú đánh xa, trong khi downswing bạn phải tạo được độ trễ, là nếu bạn tạo được độ trễ hợp lý, bạn đã có được sức mạnh từ phần dưới cơ thể và sự chính xác của tay. 3. Lỗi đánh bằng gốc gậy, xanh. Lỗi khi đánh bóng bằng gốc gậy nguyên nhân là do người chơi đưa gậy xa quá và kết quả là cú đánh rất tệ. Cách khắc phục, bạn hãy giữ trọng tâm ở lòng bàn chân, đây là cách đơn giản nhất để lấy lại thăng bằng. Tiếp theo, hãy kiểm tra khoảng cách giữa bóng và bạn để đảm bảo rằng bạn không đứng quá gần bóng. Giữ thăng bằng làm sao cho hông phải của bạn có thể xoay tự do ra phía sau trong quá trình hạ gậy mà vẫn còn giữ được thăng bằng cho đến khi hoàn tất cú swing. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy like, share, subscribe kênh YouTube Thế Giới Golf nhé!